Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một chuyên đề tiếp theo trong trong số những cái chuyên đề giúp giải nhanh bài toán hóa học, đó chính là bài toán đốt cháy trong hóa hữu cơ. Trong chuyên đề này thầy sẽ đề cập cho chúng ta bốn nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nêu mục đích của chuyên đề. Thứ hai là các dạng bài tập và ví dụ minh họa. Thứ ba, chúng ta sẽ có một số kết luận chung rút ra từ những cái tạm bài này. Và thứ tư, thầy sẽ cung cấp chúng ta một số cái bài tập để áp dụng. Thứ nhất, mục đích của chuyên đề. Bài toán đốt cháy trong hóa hữu cơ là một trong những dạng bài rất là quen thuộc và nó có cái tần suất xuất hiện rất là lớn. Bài toán hóa hữu cơ ít nhiều đều có liên quan đến phản ứng đốt cháy. Thế thì chúng ta thấy rằng là phản ứng đốt cháy nó có thể đưa cho chúng ta nhiều mục đích, ví dụ là xuất hiện trong cái bài toán xác định công thức phân tử, rồi xác định công thức cấu tạo, rồi viết đồng phân. Thế nhưng mà cái việc giải của bài toán hóa hữu cơ với bài toán đốt cháy thì chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Tuy nhiên, để có một cái nhìn tổng quát và có một cái những cái kết luận quan trọng rút ra từ những cái dạng bài này và để chúng ta có thể áp dụng vào những cái bài toán liên quan, thì hôm nay chúng ta sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng và đầy đủ hơn về chuyên đề này, và qua đó chúng ta sẽ có những cái kết luận cần thiết để có thể vận dụng làm nhanh những cái bài toán hóa hữu cơ có liên quan đến phản ứng đốt cháy. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào các cái dạng bài tập và ví dụ minh họa. Ở đây chúng ta sẽ lần lượt xét bốn cái dạng bài toán đốt cháy cơ bản và liên quan đến bốn dãy đồng đẳng của hiệp bon, đó là bài toán đốt cháy ankan, bài toán đốt cháy anken, bài toán đốt cháy ankin và bài toán đốt cháy các ankin benzen. Một nhỏ là bài toán đốt cháy ankan. Ở đây chúng ta có thể viết phương trình hoặc là sơ đồ tổng quát của quá trình đốt cháy. Ankan chúng ta biết công thức phân tử chung của nó có dạng là CnH2n+2 với n lớn bằng 1, n là số nguyên. Thì khi đốt cháy nó sẽ cần 3n+1/2 oxy sinh ra NCO2 và n+1 nước, n lớn bằng 1. Hoặc có thể viết dưới dạng rút gọn là CnH2n+2 chuyển thành NCO2 và n+1 nước, n lớn bằng 1. Thế thì tại sao lại cung cấp chúng ta cả hai cái phương trình này? Đấy là nguyên nhân mà chúng ta cần phải quan tâm khi làm bài toán trắc nghiệm, thì tốc độ làm bài và cái thời gian làm bài là chúng ta phải rút gọn đến mức tối thiểu có thể. Thì thay vì việc biết phương trình đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể biết sơ đồ, và việc cân bằng cái sơ đồ phương trình này thì rõ ràng là nó đơn giản hơn, và chúng ta không cần phải quan tâm đến lượng oxy làm gì, vì chủ yếu chúng ta chỉ quan tâm đến lượng CO2 của nước sinh ra thôi. Từ phương trình trên chúng ta có thể rút ra cái nhận xét là số mol của ankan đúng bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Chúng ta thấy rằng một mol ankan khi phản ứng sẽ sinh ra n mol CO2 và n+1 mol nước. Đúng như vậy là số mol ankan sẽ bằng số mol nước trừ số mol CO2. Đây là một cái nhận xét hết sức quan trọng và chúng ta ký hiệu đấy là nhận xét số 1. Từ 1, khi mà biết số mol của hai đại lượng, ví dụ như biết số mol ankan, biết số mol nước, biết số mol ankan, biết số mol CO2 hoặc biết số mol nước, biết số mol CO2, thì chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được số mol của cái đại lượng còn lại. Nhận xét này giúp chúng ta giải các bài toán nhanh chóng hơn, và nhất là các bài tập hỗn hợp. Và khi mà làm các bài tập hỗn hợp, chúng ta nên sử dụng thêm các cái đại lượng trung bình, ví dụ như số nguyên tử carbon trung bình, khối lượng mol trung bình, để làm cho bài toán trở nên đơn giản. Nhận xét này nó vẫn đúng đối với các trường hợp của các hợp chất có dạng là CnH2n+2OM, ví dụ như ở đây là chúng ta có ankan với n lớn bằng 1, rượu no mạch thở có n lớn bằng 2, và bài toán hỗn hợp các chất này. Thế thì chúng ta sẽ áp dụng cái nhận xét trên để làm một số bài tập sau. Ví dụ 1, đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp các khí carbon cùng dãy đồng đẳng, thu được 8,1 gam nước và 6,72 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Các khí carbon này thuộc dãy đồng đẳng A ankan, B anken, C ankanien và D là ankin. Từ dữ kiện của đề bài, chúng ta xác định được số mol nước là bằng 8,1/18 bằng 0,45 mol. Số mol CO2 bằng 6,72/2,4 bằng 0,3 mol. Nhận thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 chứng tỏ các hiệu bon này phải thuộc cùng dãy đồng đẳng, đó là dãy ankan. Vậy đáp án A là cái phương án chúng ta cần phải lựa chọn. Ví dụ số 2, đốt cháy hai hiệu bon là đồng đẳng liên tiếp của nhau, ta thu được 5,04 gam nước và 8,8 gam khí carbonic CO2. Công thức phân tử của hai hydrocarbon đó là A C2H4 và C3H6, B C2H6 và C3H8, C C3H6 và C4H8 và D C3H8 và C4H10.
À, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là có hai cái dạng đáp án khác nhau. Là một đáp án A và C là hai cái đồng đẳng thuộc dạng ăn kem, còn đáp án B và D thì là hỗn hợp hai đồng đẳng thuộc dạng ăn cam. Thế muốn xác định được nó thuộc dạng ăn cam hay ăn kem thì chúng ta phải dựa vào về số mol nước và số mol CO2. Theo đề ra đang có số mol nước bằng 5,04 chia 18 bằng 0,28 mol, số mol CO2 bằng 8,8 chia 44 bằng 0,2 mol. Do số mol nước lớn hơn số mol CO2 chứng tỏ hai hydrocarbon phải là ăn cam. Và chúng ta ở đây biết rằng hai hydrocarbon thuộc dạng ăn cam rồi nên có thể gọi công thức chung của chúng là CN trung bình H2N trung bình cộng 2 với điều kiện là N trung bình phải lớn hơn 1. Từ cái nhận xét số 1 chúng ta rút ra được số mol của ăn cam ở đây là bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Với số mol nước là 0,28, số mol CO2 là 0,2, chúng ta có là số mol ăn cam sẽ bằng là 0,28 trừ 0,2 bằng 0,08 mol. Có một cái nhận xét rất quan trọng nữa trong cái bản toán đốt cháy, đó là khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ bất kỳ, chúng ta luôn có số nguyên tử carbon trong hợp chất hữu cơ đúng bằng số mol CO2 chia cho số mol của hợp chất hữu cơ đã bị đốt cháy. Với trường hợp ở đây là ăn cam, chúng ta có số mol CO2 chia số mol ăn cam đúng bằng giá trị nguyên tử carbon trung bình của hỗn hợp. Thế thay số vào, chúng ta sẽ tìm được là N trung bình bằng 0,2 chia 0,08 cho bằng 2,5. Vì hai carbon là đồng đẳng kế tiếp nên nó phải có lần lượt là 2 và 3 carbon, tức là đây là hai ăn cam C2H6 và C3H8. Để đáp án đúng ở đây là B. Ví dụ số 3, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp hai ăn cam, thu được 8,352 gam nước, hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong dư, thu được 10 gam kết tủa, giá trị của M là 66,4, 46,4, 72,8 hay là 26,4. Theo thời gian ta có, số mol nước tính được là bằng 8,352 chia 18 bằng 0,464 mol. Do hỗn hợp chỉ gồm các ăn cam nên chúng ta từ nhận xét 1 rút ra số mol ăn cam đúng bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Vậy thì rút ra được là số mol CO2 phải bằng số mol nước trừ đi số mol ăn cam. Với số mol nước ở trên là bằng 0,464, số mol của ăn cam theo đề bài là 0,2 mol, thì số mol CO2 tính được sẽ bằng là 0,264 mol. Phản ứng xảy ra khi cho hấp thụ cái hỗn hợp là khí sau đốt cháy và trong canxi oxit trong vô trong thì sẽ xảy ra cái phản ứng là CO2 cộng với canxi oxit sinh ra canxi carbonate kết tủa và nước. Thế thì từ phương trình chúng ta thấy rằng số mol CaCO3 sinh ra đúng bằng số mol CO2 bị hấp thụ bằng 0,264 mol. Vì vậy M ở đây chính là khối lượng kết tủa bằng khối lượng của canxi carbonate bằng 0,264 nhân 100. 100 ở đây là khối lượng mol của canxi carbonate bằng 26,4 gam. Vậy đáp án đúng ở đây là B. Rõ ràng là những cái nhận xét ở trên đã giúp cho chúng ta giải những bài tập này trở nên khá là đơn giản. Ví dụ số 4, đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức R, thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam nước. Công thức phân tử của R là A CH3OH, B C2H5OH, C C3H5OH và D C3H7OH. Anh nhìn vào bốn phương án lựa chọn, chúng ta thấy rằng là có hai nhóm đáp án. Đáp án A, B và D là những rượu no đơn chức mạch hở, còn C là một rượu không no đơn chức mạch hở trong phân tử của một nối đôi. Thế thì rõ ràng là chúng ta chưa thể kết luận được là R là thuộc dãy no hay là không no, chỉ biết rằng là nó là đơn chức. Thế thì từ đề bài chúng ta có số mol nước bằng là 3,6 chia 18 bằng 0,2 mol, số mol CO2 bằng 4,4 chia 44 bằng 0,1 mol. Nhận thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 chứng tỏ ancol phải là no. Tóm kết hợp với cái dữ kiện của đề bài, chúng ta có ancol là no đơn chức mạch hở và rõ ràng là nó phải có dạng dẫn xuất của ancan, tức là CnH2n cộng 1OH. Thêm nữa là chúng ta có thể rút ra luôn là số mol của R, R ở đây là rượu no đơn chức mạch hở nên nó cũng giống như ancan, có số mol của rượu bằng số mol nước trừ số mol CO2 bằng 0,2 trừ 0,1 bằng 0,1 mol. Vậy thì chúng ta sẽ tính được ngay số nguyên tử carbon trong R chính bằng số mol CO2 sinh ra chia số mol của R bằng 0,1 chia 0,1 bằng 1. Vậy thì ancol cần tìm nó sẽ có một nguyên tử carbon trong phân tử, tức là nó chính là C3OH methanol. Vậy phương án cần chọn ở đây là phương án A.
Ví dụ số 5, đốt cháy hoàn toàn mờ gam hỗn hợp các ancol bơm chức mạch hở cùng dãy hồng đạo, sau phản ứng thu được 7,84 lít CO2 đo điều kiện tiêu chuẩn và 9,45 gam nước. Giá trị của mờ là A 5,25, B 7,875, C 8,05 và B 13,65. Nếu bình thường chúng ta làm cái bài tập này thì rất là khó khăn ở chỗ chúng ta chưa biết là hai rượu đấy, các cái ancol ở trong cái hỗn hợp này là bao nhiêu ancol và gồm những ancol nào. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cũng không thể dùng cái bảo toàn khối lượng để tính ra được, vì là cái số mol của oxy đang đốt cháy là bao nhiêu chúng ta cũng chưa biết. Tuy nhiên nếu vận dụng cái nhận xét số 1 ở trên kết hợp thêm cái khối lượng mol trung bình, theo phương pháp trung bình, chúng ta sẽ dễ dàng giải được cái bài tập này. Với dữ kiện của đề bài, chúng ta có số mol nước bằng 9,45 chia cho 18 sẽ bằng 0,525 mol. Số mol CO2 bằng 7,84 chia 2,4 bằng 0,35 mol. Nhận thấy rằng là cái số mol nước nó lớn hơn số mol CO2 nên các ancol ở đây phải là no bơm chức mạch hở có dạng là CN trung bình, H2N trung bình cộng 1OH với N trung bình lớn hơn 1. Chúng ta hoàn toàn có thể gọi công thức trung bình để tính toán một cách đơn giản hơn. Và số mol của ancol thì rõ ràng sẽ phải bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 bằng 0,525 trừ đi 0,35 bằng 0,175 mol. Chúng ta cũng rút ra được cái số nguyên tử carbon trung bình trong công thức trung bình của hỗn hợp rượu kia là bằng số mol CO2 chia số mol của ancol bằng 0,35 chia cho 0,175 bằng 2. Thế thì rõ ràng là chúng ta có thể tính được khối lượng của nó khi biết số mol của hỗn hợp là bằng 0,175 mol, cũng như là m trung bình của hỗn hợp. M trung bình của hỗn hợp chúng ta chỉ cần thay n trung bình vào trong cái công thức chung kia với n trung bình bằng 2 thì khối lượng mol trung bình sẽ bằng 14 nhân 2 cộng 18 với số mol là 0,175 mol, thì chúng ta tính được khối lượng của hỗn hợp bằng 8,05 gam. Vậy phương án cần chọn ở đây là phương án C, 8,05 gam. Ví dụ số 6, đốt cháy hoàn toàn A gam 2 ancol bơm chức mạch hở liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,84 gam CO2 và 9,18 gam nước. Công thức phân tử của ancol là A C3OH và C2H5OH, B C2H5OH và C3H7OH, C C3H7OH và C4H9OH và D C4H9OH và C5H11OH. Thế thì nhận thấy rằng là hai ancol ở đây là bơm chức mạch hở lại liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng rồi, thì mục đích của chúng ta chỉ cần tìm được số nguyên tử carbon trung bình là có thể kết luận được cái công thức phân tử của hai rượu. Ở đây chúng ta thấy số mol của nước bằng 9,18 chia cho 18 bằng 0,51 mol. Số mol của CO2 bằng 15,84 chia cho 44 bằng 0,36 mol. Do số mol nước lớn hơn số mol CO2 nên ancol phải là no bơm chức mạch hở có dạng là CN trung bình, H2N trung bình cộng 1OH với N trung bình lớn hơn 1. Từ nhận xét trên, do số mol nước lớn hơn số mol CO2, chúng ta cũng suy ra được là số mol ancol sẽ chính bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 bằng 0,51 trừ đi 0,36 bằng 0,15 mol. N trung bình sẽ bằng số mol CO2 chia số mol ancol bằng 0,36 chia cho 0,15 bằng 2,4. Do hai ancol là kế tiếp nhau nên hai ancol cần tìm phải là C2H5OH và C3H7OH. Với phương án cần lựa chọn ở đây là phương án B, C2H5OH và C3H7OH. Ví dụ số 7, đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp X gồm hai ancol A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 6,72 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 7,65 gam nước. Mặt khác, khi cho M gam hỗn hợp X tác dụng với natri dư thì thu được 2,8 lít hydro. Các thể tích khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức phân tử của A và B lần lượt là A C2H6O và C3H8O, B C3H8O và C4H10O, C C2H6O2 và C3H8O2 và D C3H8O2 và C4H10O2. Anh nhận thấy rằng là ở đây chúng ta có hai nhóm đáp án. Tất cả các rượu ở đây đều là rượu no, nhưng mà có hai phương án là A và B là rượu no đơn chức, còn C và D thì là hai rượu no hai chức. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta phải xác định xem là nó là rượu đơn chức hay là rượu đa chức. Theo bài ra đang có số mol nước bằng 7,65 chia 18 bằng 0,425 mol. Số mol CO2
bằng 6,72 chia cho 22/4 bằng 0,3 mol, và số mol hydro bằng 2,8 chia 2/4 bằng 0,125 mol. Do số mol nước lớn hơn số mol CO2 nên ancol của chúng ta là no mạch thở, chúng ta mới chỉ kết luận được là no mạch thở thôi. Có công thức chung dạng là CN trung bình H2N trung bình cộng 2OM. Do hai rượu là cùng dạng đồng đẳng nên số nguyên tử oxy trong rượu là bằng nhau. Suy ra được là số mol của ancol bằng số mol nước trừ số mol CO2 bằng 0,425 trừ đi 0,3 bằng 0,125 mol, và tìm được N trung bình sẽ bằng là 0,3 chia cho 0,125 bằng 2,4. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là N trung bình bằng 2,4 thì phương án A và C là hai phương án có thể xảy ra. Tuy nhiên chúng ta chưa biết được rằng là rượu là đơn chức hay là đa chức, nên chúng ta phải kết hợp thêm cái dữ kiện là đi tìm cái giá trị của AM. Biết rằng là khi cho tác dụng với rượu với natri thì từ CN trung bình H2N trung bình cộng 2OM chúng ta sẽ sinh ra được M trên 2 phân tử hydro. Thế thì giá trị M trên 2 này chính bằng số mol hydro chia cho số mol của ancol. Thế thì M trên 2 bằng số mol của hydro chia số mol của ancol bằng là 0,125 chia cho 0,125 bằng 1. Vậy thì M ở đây phải bằng 2. M bằng 2 chứng tỏ hai rượu của chúng ta đều là rượu hai chức, tức là AB là C2H6O2 và C3H8O2. Phương án được lựa chọn ở đây là phương án C. Đấy là dạng bài thứ nhất, là bài toán đốt cháy ancan và các cái dẫn xuất của nó. Chúng ta xét sang cái dạng bài thứ hai, đó chính là bài toán đốt cháy ancan. Tương tự như bài toán đốt cháy ancan, chúng ta có các cái phương trình dạng đầy đủ và dạng rút gọn. Phương trình dạng tổng quát là với ancan là CnH2n, n lớn bằng 2, thì chúng ta có nó sẽ tác dụng với 3N trên 2 oxy để sinh ra NCO2 và N nước với N lớn bằng 2. Hoặc có thể viết gọn dưới dạng sơ đồ là CnH2N khi đốt cháy thì nó sẽ sinh ra NCO2 và N nước, N ở đây cũng phải lớn bằng 2. Từ phương trình trên chúng ta nhận thấy là số mol CO2 và số mol nước là bằng nhau. Thế thì khi mà số mol CO2 và số mol nước bằng nhau thì chúng ta không thể rút ra được cái thông tin gì hơn ngoài cái tỷ lệ số mol của nó là bằng nhau. Ở đây nếu mà lấy số mol nước và số mol CO2 trừ cho nhau thì nó sẽ bằng 0, nó không rút ra được thêm cái số mol của ancan lên đốt cháy. Tuy nhiên cũng giống như cái dạng bài đốt cháy bất kỳ nào khác, chúng ta luôn có là cái tỷ số N sẽ bằng số mol CO2 chia cho số mol ancan bị đốt cháy, tức là đây chính là số nguyên tử carbon trong phân tử hoặc cơ bị đốt cháy, hay nếu đốt cháy hỗn hợp thì đó chính là số nguyên tử carbon trung bình. Từ cái nhận xét số 2 này chúng ta thấy rằng là nó đúng với các trường hợp khác của các hợp chất hữu cơ có dạng là CnH2NOM, tức là các dẫn xuất chứa oxy của ancan, ví dụ như là ancan này N lớn bằng 2, cycloancan N lớn bằng 3. Thế thì trong hai cái dãy này chúng ta cần lưu ý ancan và cycloancan đều có công thức chung dạng là CnH2N. Tuy nhiên ancan thì nó bắt đầu từ CH4, tức là N lớn bằng 2. Còn cycloancan là những cái hydron no mạch vòng có chứa một vòng những phân tử, nên số nguyên tử carbon phải lớn bằng 3. Đây chính là cái điểm mấu chốt để chúng ta xác định được xem là dãy đồng đẳng của chúng ta là ancan hay cycloancan. Thế thì muốn xác định được nó là sẽ ancan hay cycloancan thì chúng ta chỉ cần xác định xem là N trung bình của nó là bao nhiêu. Nếu N trung bình mà nhỏ hơn 3 thì đấy buộc phải là dãy ancan. Còn nếu N trung bình lớn hơn 3 thì nó có thể là ancan hoặc là cycloancan. Lúc đó để xác định một cách chính xác hơn chúng ta phải dựa thêm vào những dữ kiện đề bài, hoặc là cả hai phương án đều có thể lựa chọn. Ngoài hai dãy là ancan và cycloancan thì cái nhận xét số 2 còn đúng cho các cái trường hợp mà hợp chất hữu cơ có chứa một cái liên kết pi, một có độ bất lưỡng hòa bằng 1, tức là có chứa một liên kết pi trong phân tử hoặc một vòng. Ở đây chúng ta gặp rượu không no có một liên kết pi trong phân tử thì những cái rượu này điều kiện N là phải lớn hơn 3. Rồi anhydride no đơn chức mạch thở với N lớn bằng 1, ceton no đơn chức mạch thở với N lớn bằng 3, rồi axit no đơn chức cũng như ester no đơn chức mạch thở với số nguyên tử carbon của axit là phải lớn bằng 1, của ester thì phải lớn bằng 2. Bên cạnh đó thì chúng ta còn gặp cái bài toán hỗn hợp của các cái dãy đồng đẳng mà chúng ta vừa kể tên ở trên. Thì khi đốt cháy hỗn hợp của các cái chất đó thì số mol nước cũng luôn bằng số mol CO2. Đây là một trong những cái dạng bài tập mà chúng ta rất hay gặp trong hóa hữu cơ, tức là người ta sẽ chia cho chúng ta thành hai phần. Phần 1 là đốt cháy được bao nhiêu mol CO2 bằng nước,
lại đem phần 2, 2 phần bằng nhau. Đem đốt cháy phần 2, người ta đã hỏi xem là số mol nước hoặc số mol CO2 sinh ra bao nhiêu, hoặc là khối lượng của nước và CO2 sinh ra là bao nhiêu. Thì chúng ta có cái nhận xét là hỗn hợp phần 1 và phần 2 là giống nhau. Vì vậy số mol CO2 đốt cháy ở phần 1 và phần 2 là bằng nhau. Thêm một cái nhận xét nữa là số mol CO2 đem đốt cháy đúng bằng số mol nước, thì sẽ giúp cho chúng ta làm được những bài toán này tương đối là nhanh mà không cần phải tính toán nhiều. Chúng ta lần lượt xét một số ví dụ sau. Ví dụ số 8, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hydrocarbon mạch hở thuộc cùng dạng đồng đẳng, thu được 11,2 lít CO2 và 9,0 gram nước. Hai hydrocarbon đó thuộc dạng đồng đẳng nào dưới đây? A. Ancan. B. Cycloalkan. C. Ancan. Và D. Ankin. Ở đây chúng ta có số mol nước bằng 9/18 bằng 0,5 mol, số mol CO2 bằng 11,2/2/4 bằng 0,5 mol. Nhận thấy là số mol nước bằng số mol CO2 nên hydrocarbon của chúng ta sẽ có dạng là CnH2n. Thế thì nếu mà không có dự kiện gì thêm thì chúng ta thấy rằng cycloalkan hoặc ankan đều có công thức chung như này nên nó đều có thể xảy ra. Tuy nhiên theo đề bài thì hydrocarbon phải là mạch hở, mạch hở tức là nó không có bond, vậy thì cycloalkan là cái phương án không thể thỏa mãn được. Tóm lại là hai hydrocarbon này phải thuộc dãy đồng đẳng của ankan, do đó phương án cần chọn ở đây là phương án C. Ví dụ 9, đốt cháy hoàn toàn không phải một mol hỗn hợp các hydrocarbon cùng dãy đồng đẳng, thu được 4,05 gram nước và 9,9 gram CO2. Các hydrocarbon này thuộc dãy đồng đẳng: A. Cycloalkan. B. Ankan. C. Ankin. D. A hoặc D đúng. Thế thì từ dữ kiện đề bài chúng ta cũng tính được số mol của nước bằng 4,05/18 bằng 0,225 mol. Số mol của CO2 bằng 9,9/44 bằng 0,225 mol. Thế thì số mol nước và số mol CO2 sinh ra ở đây là bằng nhau. Vì vậy mà hydrocarbon có công thức chung dạng CN trung bình, H2N trung bình, tức là nó có thể là ankan hoặc cycloalkan. Tuy nhiên, do đã biết số mol của hydrocarbon đang đốt cháy và số mol CO2 chúng ta vừa tính được, thì chúng ta dễ dàng tìm được cái giá trị N trung bình, tức là số nguyên tử carbon trung bình của hỗn hợp, bằng số mol CO2 chia cho số mol của hỗn hợp bằng 0,225 chia cho 0,1 bằng 2,25, nhỏ hơn 3, chứng tỏ rằng là đây không thể là các cái hydrocarbon thuộc dãy cycloalkan được. Vậy phương án đúng ở đây phải là các hydrocarbon này thuộc dãy đồng đẳng của ankan. Vậy phương án cần lựa chọn là phương án B. Nếu mà chúng ta không chú ý đến cái số nguyên tử carbon trung bình thì rất dễ nhiều bạn sẽ ngộ nhận rằng là cả phương án A và B đều có thể đúng, tức là nhiều bạn sẽ chọn phương án B nếu không chú ý đến cái số nguyên tử carbon trung bình. Đây cũng là một điều các em cần lưu ý khi giải những bài tập dạng có cái công thức phân tử dạng CN trung bình, H2N trung bình. Ví dụ số 10, đốt cháy hoàn toàn một lượng polyethylene, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình 1 đựng axit sulfuric đặc và bình 2 đựng dung dịch canxi oxit dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 thu được 100 gam kết tủa. Vậy m có giá trị là bao nhiêu? A 9 gam, B 12 gam, C 18 gam và D 27 gam. Chúng ta phân tích đề bài một chút là khi đốt cháy polyethylene thì nó sẽ sinh ra CO2 và nước. Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng axit sulfuric đặc thì hơi nước sẽ bị hấp thụ hết. Và còn lại là khí CO2 thì khi dẫn qua bình 2 đựng nước vô trong dư COH2 là đấy, thì khối lượng của bình 2 tăng lên chính là khối lượng của CO2 bị hấp thụ vào và sinh ra kết tủa, ở đây chính là canxi carbonat. Do là canxi oxit dư nên chỉ tạo ra canxi carbonat mà không sinh ra mối canxi hydrocarbonat. Như vậy là chúng ta phải đi tìm được số mol nước và mới có thể tính được khối lượng của nước. Nhận xét rằng đây là bài toán đốt cháy polyethylene. Polyethylene là một cái polymer của ankan nên nó cũng có dạng là CnH2n, tức là số nguyên tử carbon bằng một nửa số nguyên tử hydro. Do đó khi đốt cháy chúng ta cũng thu được số mol nước bằng số mol CO2 giống như bài toán đốt cháy ankan. Phản ứng là khi cho COH2 tác dụng với CO2 thì sẽ sinh ra canxi carbonat kết tủa và nước. Như nhận xét ở trên thì số mol nước và số mol CO2 sinh ra là bằng nhau và đúng bằng số mol của canxi carbonat theo phương trình phản ứng. Vì vậy mà số mol của nước và số mol CO2 bằng là số mol CaCO3 bằng 100 chia cho 100 bằng 1 mol. Như thế thì số mol của nước là bằng 1 mol. Vì vậy mà giá trị của M ở đây chính là khối lượng nước đã bị hấp thụ bằng 18 là khối lượng phân tử của nước nhân với số mol của nó là 1 bằng 18 gam. Vậy M ở đây bằng 18, đáp án đúng ở đây là C. Ví dụ số 11,
chia màu gam hỗn hợp X gồm hai ancol no lên trước thành hai phần bằng nhau. Phần 1, đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 điều kiện tiêu chuẩn. Phần 2, thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn với điều kiện là axit sulfuric đặc 170 độ C thu được hỗn hợp hai anken. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thì khối lượng nước thu được là bao nhiêu? A 0,18 gam, B 0,36 gam, C 1,8 gam và D 6,2 gam. Thì chúng ta nhìn thấy đây chính là cái dạng bài mà thầy đã có nói ngay trong cái phần xét cái bài toán đốt cháy anken. Đó là một trong những dạng bài rất quen thuộc. Người ta sẽ chia hỗn hợp ban đầu này hai phần bằng nhau, đốt cháy phần 1 cho thông tin và đốt cháy phần 2 và hỏi là thu được bao nhiêu gam của nước CO2 hoặc là hỗn hợp của cả hai. Thì có một nhận xét quan trọng đối với dạng bài này, đó là phần 1 và phần 2 hoàn toàn giống nhau về thành phần nguyên tố. Và theo bảo toàn nguyên tố đối với carbon thì số mol CO2 sinh ra khi đốt cháy phần 1 và phần 2 là bằng nhau. Kết hợp thêm một thông tin nữa là phần 2 thường thì nó sẽ có dạng là CnH2n, tức là khi đốt cháy phần 2 số mol CO2 và số mol nước sẽ phải bằng nhau. Thì chúng ta đi giải cái bài toán này. Do hai phần là bằng nhau nên theo bảo toàn nguyên tố đối với carbon, lượng CO2 thu được khi đốt cháy phần 2 đúng bằng lượng CO2 thu được khi đốt cháy phần 1. Mặt khác là phần 2 gồm các anken nên số mol nước và số mol CO2 khi đốt cháy sinh ra là phải bằng nhau. Theo nhận xét ở trên, nó đúng bằng số mol CO2 sinh ra ở phần 1 bằng 2,24 chia 224 bằng 0,1 mol. Như vậy khối lượng nước sinh ra sẽ bằng là 18 nên 0,1 bằng 1,8 gam. Đáp án đúng ở đây là C. Rõ ràng là bài toán đã giải quyết khá là gọn. Ví dụ số 12, tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm hai ancol A và B, ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO2. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 sinh ra là A 1,76 gam, B 2,48 gam, C 2,76 gam và D 2,94 gam. Cũng nhận xét giống như ví dụ số 11, theo bảo toàn nguyên tố đối với carbon thì lượng CO2 thu được khi đốt cháy hỗn hợp Y thì đúng bằng lượng CO2 thu được khi đốt cháy hỗn hợp X. Hỗn hợp Y chỉ gồm các anken nên khi đốt cháy ta có số mol nước bằng số mol CO2 và nó đúng bằng số mol CO2 sinh ra ở phần 1, ra bằng 1,76 chia 44 bằng 0,04 mol. Tổng khối lượng nước và CO2 sinh ra khi đốt cháy Y chính bằng là khối lượng nước cộng khối lượng CO2. Vì số mol của mỗi chất đã biết là bằng 0,04 mol, chúng ta dễ dàng tính được khối lượng của nó sẽ bằng là 18 nhân 0,04 cộng 44 nhân 0,04 bằng 2,48 gam. Vậy phương án đúng ở đây là B. Ví dụ số 13, đốt cháy hoàn toàn mờ gam hỗn hợp 2 anhít no đơn chức mạch thở thu được 0,4 mol CO2. Mặt khác, khi hydro hóa hoàn toàn mờ gam X cần 0,2 mol hydro ở điều kiện niken nhiệt độ. Sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 ancol no đơn chức, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol này thì số mol nước thu được là bao nhiêu? Chúng ta có 4 phương án là A 0,3, B 0,4, C 0,6 và D là 0,8. Thế thì chúng ta có nhận xét anhít ở đây là no đơn chức mạch thở nên nó cũng có dạng là CnH2nO. Công thức chung của anhít no đơn chức mạch thở là CnH2nO. Vì vậy nó cũng có cái dạng đốt cháy giống như anken, tức là số mol nước sinh ra sẽ bằng số mol CO2 và theo đề bài chúng ta sẽ có ngay nó bằng là 0,4 mol. Theo bảo toàn nguyên tố đối với hydro thì số mol nước thu được khi đốt cháy hỗn hợp ancol sẽ chính bằng tổng số mol nước thu được khi đốt cháy hỗn hợp anhít ban đầu và số mol hydro cần để hydro hóa hoàn toàn anhít đó. Chúng ta lưu ý rằng là khi hydro hóa anhít chúng ta thu được rượu ancol. Thế thì số tổng số nguyên tử, số mol nguyên tử hydro theo bảo toàn nguyên tố thì nó bằng tổng số nguyên tử hydro trong anhít cộng với số nguyên tử hydro cần để hydro hóa hoàn toàn anhít đó. Ở đây chúng ta có ba cái sơ đồ phản ứng sau. Thứ nhất là anhít khi tác dụng oxy thì sẽ sinh ra CO2 và nước. Toàn bộ hydro trong anhít chỉ chuyển vào nước. Anhít khi cộng với hydro thì sinh ra ancol và ancol cộng với oxy tức là cháy ancol thì chúng ta sẽ cũng thu được nước. Thế thì nước ở trong ancol này, từ ancol đốt cháy ra này thì nó sẽ có thể hiểu như là giống đốt cháy ancol giống như đốt cháy cái hỗn hợp của anhít ban đầu và cái lượng hydro cần hydro hóa hoàn toàn nó. Thế thì lượng nước sinh ra ở công trình 3 chính là lượng nước sinh ra từ phản ứng đốt cháy anhít cũng như hydro riêng rẽ. Vì vậy chúng ta có tổng số mol nước thu được sẽ phải bằng số mol nước ở 1 cộng với số mol hydro ở 2. Thế thì số mol nước ở 1 chúng ta đã có là bằng 0,4 mol,
số mol hydro ở 2 được bài cho là 0,2 mol. Vậy tổng số mol hydro là 0,6 mol, nó có chính bằng số mol nước tạo thành. Vậy đáp án đúng ở đây là C, 0,6 mol. Ví dụ số 14, chia hỗn hợp gồm 2 anhít mol đơn chất thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 0,54 gram nước. Phần 2 cộng hydro tạo ra hỗn hợp X với hiệu suất là 100%. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thể tích khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn tạo ra là A 1,12 lít, B 0,672 lít, C 1,68 lít và D 2,24 lít. Theo bảo toàn nguyên tố đối với carbon thì lượng CO2 thu được khi đốt cháy phần 2 thì đúng bằng lượng CO2 thu được khi đốt cháy phần 1 do hai phần là bằng nhau. Thế thì phần 1 chỉ gồm các anhít mol đơn chất nên khi đốt cháy chúng ta cũng có là số mol nước bằng số mol CO2. Theo bài ra thì số mol nước sẽ bằng là 0,54 chia 18 bằng 0,03 mol. Đây cũng chính là số mol CO2 sinh ra. Và theo nhận xét ở trên thì số mol CO2 sinh ra ở phần 1 và phần 2 là bằng nhau. Do đó số mol CO2 sinh ra ở phần 2 cũng là 0,03 mol. Và thể tích V ở đây sẽ bằng 22,4 nhân với 0,03 bằng 0,672 lít. Có nghĩa là khi đốt cháy cái phần 2 tức là hỗn hợp X ấy, thì thu được 0,672 lít khí CO2. Đáp án đúng ở đây là B. Ví dụ số 15, hỗn hợp X gồm các axit hữu cơ no đơn chất mạch thở và ester no đơn chất mạch thở. Đốt cháy hoàn toàn mời ra hỗn hợp này thu được 0,6 mol CO2. Khối lượng nước thu được tương ứng là A 5,4 gram, B 7,2 gram, C 10,8 gram và D là 14,4 gram. Anh nhận xét rằng hỗn hợp X chỉ gồm các axit hữu cơ no đơn chất mạch thở và ester no đơn chất mạch thở. Cả hai cái dãy đồng đẳng này nó đều có công thức chung là dạng CnH2NO2. Do đó chúng ta có thể gọi công thức trung bình của cái hỗn hợp này là Cn trung bình, H2N trung bình và O2. Nguyên nhân là trong axit đơn chất và ester đơn chất thì đều có chứa 2 oxy. Sơ đồ cháy của chúng ta là từ cái hỗn hợp đó đốt cháy thì Cn trung bình, H2N trung bình, O2 sẽ sinh ra N trung bình CO2 và N trung bình nước. Có nghĩa là số mol nước và số mol CO2 sinh ra trong cái phản ứng cháy cả hỗn hợp là bằng nhau. Vì vậy chúng ta rút ra được là số mol nước bằng số mol CO2 và theo thời gian thì nó bằng là 0,6 mol. Vậy khối lượng nước thu được sẽ bằng là 18 nhân 0,6 bằng 10,8 gram. Đáp án đúng ở đây là C. Ví dụ số 16, đốt cháy hoàn toàn A gram hỗn hợp các ester no đơn chất mạch thở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước bên trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gram. Số mol CO2 và nước tạo ra là A 0,05 và 0,05, B 0,05 và 0,1, C 0,1 và 0,1 và D 0,1 và 0,15. Thế thì có nhận xét hỗn hợp ban đầu chỉ gồm các ester no đơn chất mạch thở nên cũng giống như ví dụ số 15 thì công thức chung của chúng sẽ có dạng là Cn trung bình, H2N trung bình, O2. Nghĩa là khi đốt cháy số mol nước bằng số mol CO2. Do đó phương án B và phương án D là bị loại, chỉ còn A hoặc C là có thể đúng. Thế thì chúng ta có sơ đồ cháy là Cn trung bình, H2N trung bình, O2 sinh ra N trung bình CO2 và N trung bình nước. Số mol nước bằng số mol CO2 và chúng ta đặt là X mol. Thế thì khối lượng nước cộng với khối lượng CO2 sẽ bằng 18X cộng 44X bằng 6,2. Giải phương trình đơn nhất một ẩn này chúng ta dễ dàng tìm được X bằng 0,1. Do đó cái số mol nước và CO2 sinh ra lần lượt là 0,1 và 0,1 mol. Đáp án đúng ở đây là C. Bài toán thứ ba mà chúng ta xét ở đây đó chính là cái bài toán đốt cháy ankin. Với ankin chúng ta biết là công thức chung của nó có dạng là CnH2n trừ 2 với n ở đây phải lớn hơn 1/2. Thế thì phương trình đốt cháy dạng tổng quát là CnH2n trừ 2 cộng với 3n trừ 1 trên 2 oxy sẽ sinh ra NCO2 và N trừ 1 phân tử nước, với N ở đây chúng ta chú ý là lớn hơn 1/2. Hoặc có thể viết dưới dạng sơ đồ rút gọn là CnH2N trừ 2 khi đốt cháy sẽ sinh ra N mol CO2 và N trừ 1 mol nước. Từ phương trình trên chúng ta thấy rằng 1 mol ankin đốt cháy sẽ sinh ra N mol CO2 và N trừ 1 mol nước. Nhận thấy là số mol CO2 trừ đi số mol nước, tức là bằng N trừ đi mở ngoặc N trừ 1 chính bằng 1 luôn, tức là nó đúng bằng số mol ankin đã đốt cháy. Thế thì chúng ta có cái nhận xét số 3 là số mol ankin phản ứng sẽ bằng số mol CO2 trừ đi số mol nước. Và rõ ràng là số mol CO2 ở đây phải lớn hơn số mol nước rồi.
từ cái nhận xét số 3 này, chúng ta thấy rằng là khi biết số mol của hai đại lượng trong công thức số 3 thì chúng ta sẽ suy ra số mol của đại lượng còn lại. Và cái nhận xét số 3 này nó cũng đúng với trường hợp của các chất có cái dạng là công thức dạng là CnH2n-2OM. Ví dụ như là chúng ta vừa nói ở trên là có giá ankin, ankin ở đây thì n lớn hơn 2, rồi ankadien n lớn hơn 3. Với hai cái giá ankin và ankadien thì chúng ta lưu ý công thức chung của nó giống hệt nhau, đều là CnH2n-2. Tuy nhiên nó khác nhau bởi vì số nguyên tử carbon trong phân tử. Tức là số nguyên tử carbon trong ankin thì phải lớn bằng 2, trong khi ankadien thì phải lớn bằng 3. Tức tương tự như là việc phân biệt anken với cycloalkan, chúng ta đôi khi phải dùng đến số nguyên tử carbon trung bình để xem xét xem liệu chúng có phải là ankin hay ankadien hay là cả hai đều có thể thỏa mãn. Ngoài hai cái dãy ankin và ankadien thì cái nhận xét số 3 còn đúng cho những cái phân tử mà có K bằng 2, tức là có hai liên kết pi trong phân tử, rồi một vòng với liên kết pi hoặc là hai vòng. Ở đây chúng ta có gặp là anhydride mo hai chiếc mạch hở với n lớn hơn bằng 2. Ví dụ công thức tối giản nhất là anhydride oxalic, rồi acid mo hai chiếc mạch hở, ví dụ như là acid dãy thuộc dãy đồng đẳng của acid oxalic, rồi acid không mo đơn chiếc có một liên kết pi trong mạch carbon, điều kiện là n lớn bằng 3, rồi ethan mo hai chiếc mạch hở với n lớn bằng 4. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể gặp cái bài toán phức tạp hơn, đó là bài toán hỗn hợp của các cái dãy đồng đẳng mà chúng ta vừa kể ở trên. Chúng ta sẽ lần lượt xem một số ví dụ sau. Ví dụ số 17, đốt cháy hoàn toàn 0.12 mol hỗn hợp các carbon cùng dãy đồng đẳng, thu được 54g nước và 9.408 lít khí CO2, đo điều kiện tiêu chuẩn. Các carbon này thuộc dãy đồng đẳng: A ankadien, B ankin, C ankin benzen và D A hoặc B đúng. Theo người ta có số mol nước bằng 5.4 chia 18 bằng 0.3 mol, số mol CO2 bằng 9.408 chia 2.4 bằng 0.42 mol. Nhận thấy là số mol của CO2 là lớn hơn số mol nước. Mặt khác, số mol CO2 trừ đi số mol nước là bằng 0.42 trừ đi 0.3 bằng 0.12 mol. Đây chính là số mol của hỗn hợp các carbon. Thế thì điều này chứng tỏ là cái hỗn hợp chúng ta đang xét sẽ là hoặc là ankadien hoặc là ankin, hoặc có thể là xảy ra cả hai. Tức là phương án C thì bị loại rồi, chỉ còn A, B hoặc D đúng. Thế thì để tìm hiểu xem là nó sẽ thuộc dạng đồng đẳng nào, chúng ta sẽ sử dụng cái số nguyên tử carbon trung bình. Với n trung bình sẽ bằng là số mol CO2 chia số mol hỗn hợp, với số mol CO2 bằng 0.42, số mol hỗn hợp bằng 0.12, chúng ta tìm được n trung bình bằng 3.5. Thấy rằng n trung bình bằng 3.5 thì lớn hơn 3, có nghĩa là nó thỏa mãn cả hai dãy đồng đẳng là ankadien và ankin. Do đó chúng ta không thể chọn hoặc ankadien hoặc ankin được, mà phải chọn phương án D là cả hai đều có thể xảy ra. Vì vậy phương án đúng ở đây của chúng ta là phương án D. Ví dụ số 18, đốt cháy hai ankin là đồng đẳng liên tiếp của nhau, ta thu được 5.94g nước và 21.12g khí CO2 carbonic. Công thức phân tử của hai hydron đó là A C2H2 và C3H4, B C3H4 và C4H6, C C4H6 và C5H8, và D C5H8 và C6H10. Thế thì đây là bài toán đốt cháy hỗn hợp mà người ta đã cho nó là ankin rồi, nên chúng ta có thể phải sử dụng thêm cái thông tin là cái số nguyên tử carbon trung bình để xác định xem là công thức của hai cái ankin đó là gì. Ở đây chúng ta có số mol nước bằng 5.94 chia cho 18 bằng 0.33 mol, số mol CO2 bằng 21.12 chia cho 44 bằng là 0.48 mol. Vì các carbon đều là dạng ankin nên chúng ta có nhận xét là số mol ankin chính bằng số mol CO2 trừ số mol nước, với số mol CO2 bằng 0.48, số mol nước bằng 0.33, thì số mol của hỗn hợp ankin sẽ bằng 0.15 mol. Từ đây chúng ta cũng tính được số nguyên tử carbon trung bình của hỗn hợp bằng là số mol CO2 chia số mol ankin bằng 0.48 chia 0.15 bằng 3.2. Vì là hai carbon, hai ankin ở đây là liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, nên nó phải có lần lượt là 3 và 4 carbon, tức là công thức phân tử của chúng lần lượt là C3H4 và C4H6. Vậy phương án đúng ở đây là phương án B. Ví dụ số 19, đốt cháy hoàn toàn 0.25 mol hỗn hợp các ankadien, thu được 13.5g nước và CO2, hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa, giá trị của m là a 100g,
B 44 gram, C 75 gram và D là 25 gram. Thế thì chúng ta biết rằng là hỗn hợp ở đây chỉ gồm các alkali đen, nên từ gương thực sự cái nhận xét số 3, chúng ta thấy là số mol của alkali đen chính bằng số mol của CO2 trừ số mol nước. Mà ở đây chúng ta đã có số mol của alkali đen, biết được khối lượng nước, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm được số mol nước. Với số mol nước đã biết, số mol alkali đen đã biết, thì chúng ta dễ dàng tìm được số mol của CO2. Theo thời gian ta có là số mol của nước bằng 13,5 chia cho 18 bằng 0,75 mol. Hỗn hợp gồm các alkali đen nên chúng ta có số mol alkali đen bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Suy ra là số mol CO2 sẽ bằng là số mol của alkali đen cộng với số mol nước. Với số mol của alkali đen là bằng là 0,25 mol, số mol của nước là bằng 0,75 mol. Thay vào chúng ta tìm được số mol của CO2 sẽ bằng 1 mol. Phản ứng khi hấp thụ hỗn hợp khí sản phẩm đốt cháy vào trong nước vôi trong dư thì sinh ra kết quả do CO2 kết hợp với canxi oxit. Phương trình có số tỷ lệ số mol là 1:1, tức là có bao nhiêu mol CaCO3 sinh ra thì có nghĩa là có bấy nhiêu mol CO2 đã bị hấp thụ. Số mol CaCO3 bằng số mol CO2 theo đề bài thì chúng ta đã tính được bằng 1 mol. Vậy khối lượng của kết tủa chính bằng khối lượng của canxi carbonat bằng 1 nhân với 100 bằng 100 gram. Vậy phương án đúng ở đây là A, 100 gram. Ví dụ số 20. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hydrocarbon mạch hở thu được 16,8 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 8,1 gram nước. 2 hydrocarbon trong hỗn hợp X thuộc cùng dãy đồng đẳng. Chúng ta có 4 phương án là alkali đen, alkin, aren hoặc là A hoặc B đúng. Thế thì chúng ta thấy ở đây hỗn hợp X gồm các hydrocarbon mạch hở nên phương án C là aren bị loại vì aren là các hydrocarbon thơm mạch vòng. Thế thì chỉ còn lại 3 phương án đúng là A, B hoặc D. Cả 3 phương án này thì nó là alkali đen hoặc alkin hoặc là cả hai. Mà chúng ta biết rằng alkali đen và alkin thì có công thức chung giống nhau, có dạng là CnH2n-2, nên chúng ta hoàn toàn có thể gọi công thức chung của hỗn hợp X là Cn trung bình H2n trung bình trừ 2. Theo đó ta có số mol nước bằng 8,1 chia 18 bằng 0,45 mol, số mol CO2 bằng 16,8 chia cho 22,4 bằng 0,75 mol. Nhận xét là X có dạng trung bình là Cn trung bình H2n trung bình trừ 2, nên số mol X đúng bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Với số mol CO2 là 0,75, số mol nước bằng 0,45, chúng ta tìm được số mol X bằng 0,3 mol. Từ đây chúng ta cũng dễ dàng tìm được với giá trị N trung bình cho số nguyên tử carbon trung bình của hỗn hợp X bằng là số mol CO2 chia số mol X bằng 0,75 chia 0,3 bằng 2,5. Vậy X phải gồm các carbon thuộc cùng dãy đồng đẳng là alkin, vì N trung bình ở đây là nhỏ hơn 3 nên nó không thể là alkali đen được. Vậy đáp án đúng ở đây là B. Nhắc lại một lần nữa, nếu chúng ta không sử dụng cái số nguyên tử carbon trung bình thì rất dễ nhầm lẫn giữa A, B và D. Tức là rất nhiều bạn khi không tính số nguyên tử carbon trung bình sẵn gọi nhận là phương án B là đúng, là cả alkali đen và alkin đều thỏa mãn. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ở đây thì chỉ có alkali đen thỏa mãn thôi, nên đáp án đúng. Chỉ có alkin là thỏa mãn thôi, nên đáp án đúng ở đây là phải là B. Ví dụ số 21. Đốt cháy MNAM acid carboxylic hai chiếc no mạch hở không phân nhánh thu được 13,44 lít CO2 và 9,0 gram nước. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ở đây chúng ta cần 4 cấu đạo là HOOC CH2COH, rồi HOOC CH2CH2COH, rồi HOOC CH2 3 lần COH và D là HOOC CH2 4 lần COH. Là 4 axit của chúng ta lần lượt ở đây là axit propandiuric, axit butandiuric, axit pentandiuric và axit hexandiuric. Theo thời gian ta có là số mol nước bằng số bằng là 9 chia cho 18 bằng 0,5 mol, số mol CO2 bằng 13,44 chia 2,4 bằng 0,6 mol. Nhận xét rằng axit của chúng ta là axit no đơn hai chiếc và mạch hở, thế thì nó sẽ có cái công thức dạng là CnH2NO4, CnH2NO4 2n trừ 2O4. Thế thì nó sẽ có cái phản ứng đốt cháy dạng giống như là đốt cháy alkin, tức là số mol của X phải bằng số mol CO2 trừ số mol nước, vì trong phân tử của X là có hai ly kết pi, mỗi ly kết pi nằm trong một cái nhóm chức axit COH. Với nhận xét trên thì chúng ta sẽ tìm được số mol X bằng là 0,6 là số mol CO2 trừ đi 0,5 là số mol nước bằng 0,1 mol.
Mặt khác là số nguyên tử carbon trong X sẽ chính bằng số mol CO2 chia số mol của X, đó là 0.6 chia 0.1 bằng 6. Vậy X chính là cái axit no mạch hở hai chức có 6 nguyên tử carbon và phải là mạch thẳng. Thế thì tối đa của mã này đây là HOC CH2 4 lần COH axit adipic, hay còn có tên là axit hexan dioic. Đáp án đúng ở đây là đáp án B. Chúng ta xét sang cái dạng bài thứ tư, đây là cái dãy bình đẳng thứ tư của hormone, đó chính là cái bài toán đốt cháy ankin benzen và dẫn xuất của chúng. Thế thì ankin benzen chúng ta đã biết nó rõ ràng là CnH2n-6 với điều kiện là n phải lớn bằng 6. Phương trình đốt cháy dạng tổng quát là CnH2n-6 cộng với 3n-3 trên 2 oxy sinh ra NCO2 và n-3 nước. Hoặc chúng ta có thể viết gọn dưới dạng là sơ đồ là CnH2n-6 khi đốt cháy sẽ sinh ra NCO2 và n-3 nước. Điều kiện ở đây là n phải lớn bằng 6. Từ phương trình trên chúng ta thấy rằng là nếu lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước và chia cho 3 thì nó đúng bằng số mol của ankin benzen đã đốt cháy. Có nghĩa là ở đây có một mol ankin benzen đốt cháy thì sẽ sinh ra n mol CO2 và n-3 mol nước. Thế thì ở đây chúng ta có cái nhận xét số 4 là số mol ankin benzen sẽ bằng 1/3 lần số mol hiệu số mol CO2 và số mol nước. Cái nhận xét này thì giúp cho chúng ta cũng giải các bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy của ankin benzen và dẫn xuất nhanh chóng hơn. Từ 4, khi biết số mol của hai đại lượng thì chúng ta cũng dễ dàng tìm được số mol của đại lượng còn lại. Nhận xét trên nó vẫn đúng cho các trường hợp của các hợp chất hữu cơ có cái dạng là CnH2n-6OM. Ví dụ như vừa nói ở trên đó chính là ankin benzen n lớn bằng 6, phenol n lớn bằng 6, rồi rượu thơm n lớn bằng 6 và bài toán hỗn hợp của các cái dãy đông đặc mà chúng ta vừa kể trên. Thế thì chúng ta sẽ áp dụng vào một số ví dụ sau. Ví dụ số 22, đốt cháy hoàn toàn amon hỗn hợp X gồm các carbon thuộc dãy đông đặc của benzen thu được 20,16 lít khí CO2 ở đường biểu tiêu chuẩn và 9,72 gam nước. Giá trị của A là A 0,12, B 0,24, C 0,36 và D 0,18. Nếu mà không có cái nhận xét số 4 ở trên thì rõ ràng cái bài toán này chúng ta rất khó để giải quyết. Tuy nhiên khi đã biết rằng nó thuộc dãy đồng đẳng của benzen, tức là thuộc dãy ankin benzen rồi, mặt khác là số mol nước và số mol CO2 đã biết, nên sử dụng cái nhận xét số 4 chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được số mol của X đã bị đốt cháy. Theo bài ta có số mol CO2 bằng 2,10,16 chia 2,4 bằng 0,9 mol, số mol nước bằng 9,72 chia 18 bằng 0,54 mol. Do X gồm các carbon đều thuộc dãy đồng đẳng của benzen nên có công thức phân tử chung dạng là CN trung bình H2N trung bình trừ 6. Thế thì rõ ràng là với công thức số 4 thì số mol của X phải bằng 1/3 số mol CO2 trừ số mol nước. Với số mol CO2 là 0,9, số mol nước là 0,54, chúng ta dễ dàng tìm được số mol X sẽ bằng là 0,12 mol. Do đó phương án cần lựa chọn ở đây là phương án A 0,12. Ví dụ số 23, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai đồng đẳng liên tiếp trong dãy đồng đẳng của benzen thu được 6,72 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 3,24 gam nước. Công thức phân tử của hai đồng đẳng trong X là A C6H6 và C7H8, B C7H8 và C8H10, C C8H10 và C9H12, D C9H12 và C10H14. Đây là cái dạng bài toán đốt cháy hỗn hợp. Vậy thì hỗn hợp là hai cái hydrogen kế tiếp nhau đồng đẳng. Do đó mục đích của chúng ta thì chỉ cần tìm cái số nguyên tử carbon trung bình là có thể kết luận được công thức phân tử của chúng. Theo thời gian chúng ta có số mol CO2 bằng 6,72 chia 2,4 bằng 0,3 mol, số mol nước bằng 3,24 chia 18 bằng 0,18 mol. Do X gồm các carbon đều thuộc dãy đồng đẳng của benzen nên công thức phân tử chung của chúng có dạng là CN trung bình H2N trung bình trừ 6. Có nghĩa là số mol X sẽ bằng 1/3 số mol CO2 trừ số mol nước. Thay số vào chúng ta có là số mol CO2 0,3, số mol nước là 0,18 thì số mol X sẽ bằng là 0,04 mol. Từ đây chúng ta cũng dễ dàng tìm ra được số nguyên tử carbon trung bình bằng số mol CO2 chia số mol của hỗn hợp X bằng 0,3 chia cho 0,04 bằng 7,5. Vậy thì hai hydrogen trong X phải có lần lượt là 7,8 carbon, tức là nó là C7H8 và C8H10. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án B, C7H8 và C8H10. Ví dụ số 24, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai đồng đẳng liên tiếp của phenol thu được 21,84 lít khí CO2 được tiêu chuẩn
và 9,45g nước. Công thức phân tử hai đường đẳng đó là A, C6H5OH và C7H7OH, B, C7H7OH và C8H9OH, C, C8H9OH và C9H11OH, và D, C9H11OH và C10H13OH. Thế thì ở theo bài 3 chúng ta cũng có được số mol số 2 bằng 21,84 chia 2/4 bằng 0,975 mol. Số mol nước bằng 9,45 chia 18 bằng 0,525 mol. X gồm các đường đẳng liên tiếp của phenol, mà phenol thì nó có công thức chung dạng là CN trung bình, H2N trung bình trừ 6O, hay là CN trung bình, H2N trung bình trừ 7OH. Với N trung bình ở đây phải lớn hơn 6. Thì chúng ta có số mol X sinh ra, số mol X đã đốt cháy sẽ bằng 1/3 số mol CO2 trừ số mol nước. Ở cái nhận xét này rút ra từ cái nhận xét số 4, nó giống hệt như là cái bài toán đốt cháy các cái anhydride và benzen thôi. Với số mol của CO2 đã có là 0,975 mol, số mol nước là 0,525. Vậy thì số mol X ở đây sẽ bằng là 0,15 mol. Thế thì chúng ta lại đi tìm số nguyên tử carbon trung bình. Ở đây bằng số mol CO2 chia số mol X bằng 0,975 chia cho 0,15 bằng 6,5. Như vậy hai phenol trong X phải chứa lần lượt 6 và 7 carbon. Nó là C6H5OH và C7H7OH. Ta làm đúng ở đây là A. Vừa rồi là chúng ta đã xét các cái bài tập về phản ứng đốt cháy liên quan đến từng dãy đường đẳng. Có 4 dãy là ancan, anken, ankin và ankinazen. Những cái dãy đấy thì chúng ta chỉ nêu tên để xét cái phản ứng tổng quát cho tất cả các hợp chất thuộc cái kiểu dãy đường đẳng đó. Và cái nhận xét mà chúng ta đã rút ra ở đây có 4 nhận xét ấy, thì nó hoàn toàn áp dụng được cho các cái hợp chất, các cái dẫn xuất của cái dãy đường đẳng mà chúng ta xét. Ví dụ như trong ankan thì có thêm rượu no, anken thì có thêm cycloankan, rồi các cái anhydride đơn chức mạch hở, rồi acid no đơn chức mạch hở, ester no đơn chức mạch hở, vân vân. Rồi với bài toán đốt cháy ankin chúng ta có thể áp dụng cho ankadien, rồi những hợp chất mà có chứa K bằng 2, tức là có hai liên kết pi hoặc một pi một vòng hoặc hai vòng. Ví dụ như là các cái acid no hay chức mạch hở, ester no hay chức mạch hở, rồi anhydride no hay chức mạch hở, vân vân. Cũng như là cái bài toán đốt cháy ankin evenzen của chúng ta vừa xét. Thế thì từ những cái dạng bài chúng ta xét ở trên thì cái bài tập mà chúng ta thấy ấy, thì nó không phải bao giờ nó cũng chỉ là hỗn hợp các cái bon cùng dãy đường đẳng, mà nó thường là ở dưới dạng bài toán phức tạp hơn, ví dụ là đốt cháy hỗn hợp của nhiều chất thuộc nhiều dãy đường đẳng khác nhau. Do đó chúng ta phải xem xét cái dạng bài này, và phần 5 chúng ta sẽ nghiên cứu về bài toán đốt cháy hỗn hợp nhiều chất. Tất nhiên là những cái vận dụng đây chính là cái phần chúng ta vận dụng 4 cái nhận xét mà chúng ta vừa rút ra ở trên để có thể giải được cái bài toán phức tạp hơn. Chúng ta xét lần lượt các ví dụ. Ví dụ số 25, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4, CH4 và C4H10, thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol nước. Số mol của ankan và ankan trong hỗn hợp lần lượt là A, 0,09 và 0,01, B, 0,08 và 0,02, C, 0,02 và 0,08, và D, 0,01 và 0,09. Anh nhận thấy rằng là hỗn hợp của chúng ta gồm có 3 hydrogen là CH4 và C4H10 là thuộc dãy ankan, còn CH4 là thuộc dãy anken. Chứng tỏ rằng là số mol của nước ở đây chắc chắn phải lớn hơn số mol CO2. Và nhận thấy rằng là cái số mol nước và số mol CO2 sinh ra khi đốt cháy anken ấy thì nó bằng nhau. Còn số mol nước khi đốt cháy ankan thì phải lớn hơn số mol CO2. Như vậy là chúng ta rút ra được cái nhận xét là trong cái phản ứng này, kích độ chênh lệch số mol giữa nước và CO2 đúng bằng độ chênh lệch chính là độ chênh lệch số mol giữa nước và CO2 khi đốt cháy ankan. Và như cái nhận xét số 1 thì nó chính là số mol của ankan. Vì vậy chúng ta có số mol ankan đúng bằng số mol nước trừ số mol CO2 thu với số mol nước và số mol CO2 là cái lượng nước và CO2 sinh ra khi đốt cháy cả hỗn hợp. Mà đề bài đã cho số mol nước bằng 0,23 mol, số mol CO2 là 0,14 mol, vậy số mol ankan phải bằng là 0,23 trừ 0,14 bằng 0,09 mol. Hỗn hợp gồm có 0,1 mol, do đó số mol của ankan còn lại là 0,1 trừ 0,09 bằng 0,01 mol. Vậy đáp án đúng ở đây là A, 0,09 và 0,01. Thế thì ở bài này chúng ta đã kết hợp cả hai nhận xét số 1 và số 2 để giúp cho đề bài trở nên đơn giản. Ví dụ số 26, đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 và C4H8, thu được 10,04
10.8 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 6.3 gram nước. Bước ở khối lượng của C48 có trong hỗn hợp X là A 1.4 gram, B 5.6 gram, C 8.4 gram và D 2.8 gram. Muốn tính được khối lượng của C48 trong hỗn hợp thì chúng ta phải tính được khối lượng của nó. Thế thì tính được số mol của nó. Thế số mol C48 ở đây chúng ta tính như thế nào? Nhận thấy là hỗn hợp của chúng ta chỉ có ankem và ankin. Thế thì đốt cháy hỗn hợp của ankem và ankin cũng giống như là đốt cháy cái hỗn hợp chỉ có ankin thôi, tức là biên độ trên bề số mol giữa CO2 và nước chính là số mol của ankin. Cái từ nhận xét này chúng ta sẽ giải quyết bài toán này khá là đơn giản. Theo đề ra chúng ta có là số mol CO2 bằng 1.08 chia 2.4 bằng 0.45 mol. Số mol nước thì bằng là 6.3 chia 18 bằng 0.35 mol. Vì hỗn hợp chỉ có ankem và ankin nên độ chênh lệch số mol nước và CO2 ở đây chính là số mol của ankin đã bị đốt cháy. Vậy thì với số mol CO2 là 0.45, số mol nước là 0.35 thì số mol ankin tìm được là 0.1 mol. Hỗn hợp gồm có hai ankin và C48 là ankem thì số mol của ankin đã là 0.1 mol rồi. Vậy thì số mol của C48 còn lại sẽ bằng 0.15 trừ 0.1 bằng 0.05 mol. Với số mol đã có chúng ta dễ dàng tìm ra được khối lượng của C48 sẽ bằng là 0.05 nhân 56 bằng 2.8 gram. Vậy phương án đúng là đây, phương án D. Ví dụ số 27. Hỗn hợp X gồm C3CO, C3COH và C3COOCH3 chia 15.6 gram X thành 2 phần bằng nhau. Để đốt cháy bằng 1/2 cần dùng vừa hết 5.4 lít oxy để kiểu tiêu chuẩn thu được 5.4 gram nước. Cho phần 2 đốt cũng hết với oxy vào điều kiện là niken nhiệt độ được hỗn hợp Y, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được B lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của B là A 1.12 lít, B 6.72 lít, C 16.8 lít và D 22.4 lít. Muốn tìm được thể tích của CO2 thì chúng ta phải tìm được số mol của CO2. Thế thì ở đây chúng ta thấy hai phần là bằng nhau nên theo bảo toàn nguyên tố đối với carbon, lượng CO2 thu được khi đốt cháy phần 2 phải đúng bằng lượng CO2 thu được khi đốt cháy phần 1. Mà phần 1 chỉ gồm các anhydride, acid cũng như este no đơn chức mạch hở. Chúng ta nhìn cái dãy đường đẳng chúng ta ở với hỗn hợp X chúng ta gồm có C3CO, đây là một anhydride no đơn chức mạch hở. C3COH là acid no đơn chức mạch hở và C3COCH3 cũng là este no đơn chức mạch hở. Tức là cả ba cái chất này đều có công thức chung dạng là CN trung bình, H2N trung bình, OM trung bình. Tức là nó có dạng như là anken. Vậy thì khi đốt cháy hỗn hợp X, số mol CO2 và số mol nước thu được sẽ phải bằng nhau. Thế thì khi đốt cháy phần 1, số mol CO2 bằng số mol nước bằng 5.4 chia cho 18 bằng 0.3 mol. Với nhận xét ở trên thì số mol CO2 đốt cháy phần 2 đúng bằng phần 1 sẽ bằng 0.3 mol. Vậy thì thể tích CO2 thu được khi đốt cháy phần 2 sẽ bằng là 22.4 nhân với 0.3 bằng 6.72 lít. Vậy đáp án đúng ở đây là B. Rõ ràng bài toán đã được giải quyết khá là gọn nhẹ. Ví dụ số 28. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp X gồm các hydroxybon thuộc các dãy đồng đẳng ankan, cycloankan, anken và ankanien. Cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng axit sulfuric đặc và bình 2 đựng canxi oxit dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 7.2 gam và ở bình 2 thu được 40 gam huyết tuộc. Có thể rút ra nhận xét gì? Chúng ta có 4 nhận xét. A. Số mol ankan lớn hơn số mol ankanien. B. Số mol ankan nhỏ hơn số mol ankanien. C. Số mol ankan bằng số mol ankanien. Và D. Không rút ra được nhận xét nào. Thế thì ở đây chúng ta thấy hỗn hợp của chúng ta chỉ gồm có 4 cái dãy đồng đẳng khác nhau là ankan, cycloankan, anken và ankanien. Thế thì C, khi đốt cháy số mol khi đốt cháy ankan và cycloankan ấy thì số mol nước và số mol CO2 sinh ra là bằng nhau. Thế thì cái này không ảnh hưởng số mol của nó bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến số mol hỗn hợp rồi. Tuy nhiên khi đốt cháy ankan thì số mol nước lại lớn hơn số mol CO2. Ngược lại khi đốt cháy ankanien thì số mol nước lại phải nhỏ hơn số mol ankanien và nhỏ hơn số mol CO2. Thế thì để cho cái điều kiện là đốt cháy hỗn hợp được số mol nước và số mol CO2 mà bằng nhau, theo đề bài chúng ta thấy số mol nước bằng 7.2 trên 18 bằng 0.4 mol, số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa bằng 40 trên 100 bằng 0.4 mol. Có nghĩa là số mol CO2 và số mol nước bằng nhau. Muốn cho cái điều kiện này, điều này xảy ra thì số mol chênh lệch giữa của khi đốt cháy ankan và ankin, ankanien là phải bằng nhau. Có nghĩa là số mol của ankan và ankanien là bằng nhau. Thế thì đáp án đúng ở đây là C. Số mol ankan bằng số mol ankanien.
Đây là một trong những cái nhận xét mà chúng ta rút ra được khi tổng kết lại các cái kết luận rút ra từ 40 dạng bài mà chúng ta đã xét ở trên. Tức là cái dạng bài thứ nhất là số bon ăn kem đốt cháy thì sẽ bằng số bon nước trừ số bon CO2, số bon ăn kem và acicolo ăn kem đốt cháy bằng số sẽ không thể tính được, nhưng mà nó có nhận xét là số bon nước và số bon CO2 bằng nhau. Còn khi đốt cháy ăn kem đen hay ăn kim thì số bon CO2 lại lớn hơn số bon nước. Thí dụ số 29, hỗn hợp X gồm benzen, ancol benzylic và phenol với số mol bằng nhau, đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp X thu được 42,56 lít khí CO2 ở điều kiện lưu chuẩn và 18 gam nước. Số mol của mỗi chất trong X là A 0,1, B 0,2, C 0,3 và D là 0,4. Thế thì theo đề ra đã có số mol CO2 bằng 42,56 chia 2,4 bằng 1,9 mol. Số mol nước bằng 18 chia 18 bằng 1 mol. X gồm benzen, ancol benzoic và phenol. Đây là hỗn hợp của ba chất thuộc ba dãy đường thẳng khác nhau. Tuy nhiên nó đều là dẫn xuất của benzen, tức là đều có công thức phân tử chung dạng là CN trung bình, H2N trung bình trừ 6 ở phần carbon hero. Và ở đây benzen thì có chứa oxy, còn ancol benzoic và phenol thì có không, benzen không chứa oxy và ancol benzoic và phenol thì có chứa oxy. Thì vậy công thức chung của nó có dạng là CN trung bình, HN trung bình trừ 6, OM trung bình. Thế thì nó giống như là cái bài toán đốt cháy anken và dẫn xuất thôi. Tức là số mol của X ở đây nhận thấy sẽ bằng 1/3 lần số mol CO2 trừ số mol nước. Với số mol CO2 vừa tìm được ở trên là 1,9 mol, số mol nước là 1 mol thì số mol của X sẽ bằng là 0,3 mol. Do X gồm 3 chất và với số mol là bằng nhau nên số mol của mỗi chất trong X sẽ bằng 1/3 số mol của hỗn hợp, tức là bằng 0,3 chia 3 bằng 0,1 mol. Vậy đáp án đúng ở đây là A 0,1.